Có lẽ tôi cần gặp bác sĩ. Sao? Sao? Vợ tôi là rất hay ngoại tình, nhưng hễ lúc nào tôi định ầm ĩ lên thì cô ta lại nói: anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại nào. Tôi hiểu. What? Nhưng cậu cần tôi giúp gì mới được chứ? Tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khỏe lắm không? Ba già, sáng sớm đi đâu vội thế? Tôi đi chợ. Đi trả nợ. Đấy, thấy chưa? Mụ này á, trông thế thôi chứ cờ bạc đè đốm. Rách rời. Ra rồi mà, hành con cháu dữ lắm. Trẻ, thích tôi lắm. Trời ơi, nghĩ sao? Nhìn tôi phong độ thế này, đũa móc mà đòi tròi mâm son. Tôi chưa buông xong mà. Đi đâu đây? Bốc phét gì đấy? Đây rồi, bác tổ trưởng. Bác lẩn hơi kỹ đấy nhá. Có gì cậu cứ trình bày. Quá hạn đóng tiền điện rồi. Quá thì cậu ra hạn thêm đi. Thôi bác thanh toán nhanh hộ cháu, để cháu còn đi làm việc. Nắng nóng thế này. Tôi bảo này, cậu nên sống chậm lại, đừng quá vội vàng. Nhưng đây là thu tiền điện. Tiền điện cũng phải sống chậm lại. Cái bác lại buồn cười nhỉ. Cháu cũng chỉ đi làm công ăn lương thôi. Bác đóng nhanh cháu còn về. Cậu xứng cố với tôi. Bà con ơi, ra bà xem này. Ở đây nhớ là toàn người sống chậm. Dân cư ở đây toàn 6, 7, 8, 9. Chống bằng tình cảm. Đuổi bà nó ra khỏi shop. Sống chậm nha. Thu tiền gì thì cũng chậm thôi. Đúng, chúng tôi đủ hộ bác. Xéo đè. Cắt tá điện. Trời ơi, mất điện rồi. Nắng nóng thế này. Tất cả là tại cái laptop kia. Đuổi bà nó ra khỏi shop. Các cụ ngày xưa có câu nói khỉ nheo cành khế. Đúng thật. Trường mấy thằng ngu dốt nó lại lấy được vợ đẹp. Tôi thấy vợ ông cũng đẹp đấy. Kiếm Trương mày. Hả? Mới đi chợ về hả em? À vâng. Để tôi xách cho đỡ nặng. Tôi mới mua được mẻ ốc. Hè nắng nóng ăn cho mát. Tôi bảo này, em cứ yên tâm ăn ốc. Con vợ cứ để tôi đổ chua. Ghét cái mặt, nhìn cái răng thấy hãm. Cảm ơn anh. À không có gì. Nếu anh không ngại, lát qua nhà ăn ốc với tôi. Thôi, tôi chả dại mà đi đổ vỏ cho cô. What? Đây là khu xóm văn minh, ầm ĩ thế hả? Xin lỗi bác tổ trưởng. Đuổi bà hết ra khỏi xóm. Còn cô nữa, tự làm tự chịu. Sao là bắt cánh đàn đông chúng tôi đổ vỏ? Này thì đổ. Sáng ngày ra, nải đón tập tịt thế nhở? Tôi không thể ngưng nãi được rồi. Tôi đang cố edit đây. Sao ông lại nhắm một mắt vào để sửa? Nhắm cả hai mắt thì thấy gì mà sửa? Cha này nó bị hấp đấy. Này, sinh nhật tôi xem thiết kế mấy món. Xóm mình nhậu đi. Phải đấy. Chuyện mini, để tôi gọi bảo ba xã. Alo. Alo, ai đấy? Ai đang cầm máy đó? Dạ, tôi là giúp việc. Ủa, nhà tôi có thuê giúp việc đâu. Bà chủ vừa thuê tôi sáng nay. Thế vợ tôi đâu? Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên lầu. Lão, tao là ông chủ mà. Thế mà bà chủ bảo kia là ông chủ à? Chết trình trình bố thằng Vinh. Chừng nghe bắt đầu trà rồi đây. Này, muốn có tiền à? Có chứ ạ. Lấy khẩu súng trong ngăn kéo. Rồi, thấy rồi ạ. Bóp co. What? Đã xong. Giờ đáp xác xuống bể bơi. Làm gì có bể bơi nào ạ? Trước thèm nhà ai? Dạ, không có bể bơi nào. Thôi chết, nhầm máy. Xin lỗi nhá. Kìa, nhìn cái thằng kia kìa. Nhìn cái bộ lông chân của thằng này là tôi thấy nó không phải người tử tế gì. Tiếp kìa, thấy nó hành tung bí ẩn chưa? Vui vẻ anh ơi. Chắc nó đứng chờ xe buýt. Bíp vào mồm bà, nó bảo vui vẻ. Chắc là diễn viên hài. Đuổi bà nó ra khỏi sổ. Theo kinh nghiệm xem xe lớp Huy, thằng này là kiểu bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. À, trông lúa hả? Lúa vào cái mồm ông. Như này này. $500,000, anh muốn làm gì tôi cũng được. Chắc chưa? Chắc chắn. Giờ đưa lại 1 triệu đây. What? Có tiền ăn lẩu rồi. Muốn, quá muốn. Lão Hâm kìa,
Làm gì mà mắt thâm thế? Sáng ngày ra lại nhìn đều ai nó lại chốt cho chứ gì? Đêm qua mơ ác mộng. Mơ gì mơ gì? Mơ vợ tôi sang nhà lão vâu ngủ nhờ. Đi thêm vào gớm bóng lắm đấy. Mơ buồn vì vợ là không chín chín không. Ôi vợ tôi cấm. Đúng là gia đình tổ trưởng có khác, gương mẫu thật. Bà ấy bảo trong nhà có một người chơi là đủ tốn tiền rồi. Bệnh nặng lắm rồi. Chồng yêu, bác sĩ bảo vợ bị căng thẳng nên đi du lịch vài tuần. Vậy mình đi thôi. Đi du lịch luôn à? Không, mình đi gặp bác sĩ khác. Này, đọc sách làm gì đây? Đọc cho thoát nghèo. Bày đặt trí thức. Đố cậu 10 giây đặt được 4 loại câu: nghi vấn, cảm thán, câu khuyến, chân thuật. Ai là triệu phú? Chiếc nón kỳ diệu. Hãy chọn ra đúng ở nhà chủ nhà. Oh my god. Đóng tiền quý xó. Nhìn cái lão tổ trưởng mở mồm ra là tiền tiền. Rồi chắc chắn kiểu gì cũng ăn bớt. Sao ông biết? Ông là chuyên gia đi nói xấu người khác. Tôi không nói xấu ai cả. Tôi chỉ chứng cho trực tiếp lại cách sống lỗi của vài người thôi. Thế hả? Chào cả nhà, chúc buổi sáng vui vẻ. Chào cô. Người đâu mà dễ thương chứ. Nhìn cái tướng đi của nó kìa. Đào ba nguyện. Cái mặt này là đồng dai, đào mỏ ác lắm. What? Bố mẹ ông không dạy ông cách pha trà. Trà? Sao ông lại hãm thế? Bảo đằng xế lúc Huy đụng độ Ruby này. Vợ anh vừa lái xe vào trạm để sửa xe. Khéo, tiền để sửa xe đây. Xe thì không cần sửa, nhưng chi phí sửa trạm thì nhiều đấy ạ. Vợ này, anh đã mời một người bạn đến nhà ăn tối. Cái gì? Anh sao vậy? Nhà cửa thì bề bộn, bát đĩa bẩn chưa rửa, mà em cũng chẳng muốn nấu một bữa ăn như vậy. Anh biết chứ. Đấy, ông thấy chưa? Tôi hiểu rồi. Thế mà anh còn cố tình mời mọc. Còn anh kia, anh hiểu cái gì? Vì bạn anh đang nghĩ đến chuyện lập gia đình nên anh khuyên can. Ơ kìa cô Hà. Có chuyện gì vậy? Cô ngồi đi, có gì bình tĩnh kể bọn tôi nghe. Đứa nào bắt nạt cô, nói đi. Tôi bổ răng vào mặt nó. Mọi người ơi, chồng tôi vừa qua đời đêm qua. Tôi có lỗi với anh ấy. Không sao, không sao đâu mà. Không phải lỗi của cô đâu. Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Chê, trước khi qua đời, anh ta có cầu xin điều gì không? Dạ có, cơ mà khó nói lắm. Cô cứ nói, đó là nguyện ước thiêng liêng. Phải đấy. Anh ta và xin tôi. Em đừng bắn, hãy cho anh cơ hội cuối. Trời ơi. À, chào ba bố già. Này, đừng cậy đi công tác nước ngoài về mà ra vẻ nhá. Đây vẫn toàn thanh niên. À, chồng yêu đã về. Nhanh thật, đã 3 năm rồi. Ui, con trai của ba. Ờ, sao? À, con mình lúc mới sinh trắng trẻo lắm. Em bị thiếu sữa nên thuê một bà vú nuôi da đen. Sau một thời gian vú sữa của bà ta, da nó chuyển từ trắng sang đen chồng à. Anh rất vui vì em đã sinh con. Có lẽ con giống anh hồi bé. Mẹ sinh anh cũng bị thiếu sữa. Anh toan phải uống sữa bò. Nên giờ anh mới bị mọc sừng vợ à. Ngồi nhờ tí. Nó sắp làm bố tôi rồi đấy. Ôi, mới đi tìm nó vậy. Hoại vợ cũ. Đừng gọi nữa, tôi đã nói cả trăm lần. Chúng ta ly dị rồi. Điều đó làm anh hạnh phúc. Nên anh muốn được nghe lại mỗi ngày. Úp mặt vào tường. Bạch nhau. Có gì ở Mỹ thế? Ba thằng con tôi bao che nhau vỡ bình hoa. Không đứa nào nhận. Ê, sao ông phát hiện ra? Dễ thôi. Này tôi cắt tiền ăn sáng. Đứa nào bị lường tôi trị tội đứa đấy. Ai? Lần thứ nhất. Ôi. Có gì mà vui thế mấy ông? Mua hai chổi. Ông hào nghẹo. Có cái làng suốt ngày rơi. Các ông cười mấy lần rồi? Lần hai. Không xong rồi. Gọn ra để tôi phơi. Lần thứ nhất. Tôi bảo gọn ra. Giờ là lần thứ hai. Tôi vừa đi đám tang nó về. Giờ là lần thứ hai. Úi giời, tệ. Đừng sợ, muốn gì? Tôi là tổ trưởng ở đây. Ôi trời, xong rồi. Không kêu tổ trưởng. Ẩm 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 ẩm.
Này này, vứt rác cửa nhà ai đấy? Tôi để giữa hai nhà. Nhà tôi không có nhu cầu hưởng cái giữa đấy của ông. Giờ chưa? Công nhận chán ký thức. Hàng xóm với nhau sao phải gây khó dễ thế? Phải đấy, cô Xuân thấy là ích kỷ. Sống cá nhân thế thì ai dám quan hệ. Nhìn cái gì? Đang nói giúp cho lại còn thái độ à? Nhìn đều thi không, thi không. Cái ông này là bác nháo nhất xóm. Cô thôi nghe cái kiểu đổ thêm dầu vào lửa đi nha. À dưa, chồng tưởng thế là hay. Thích bị điểm phải xóm không? Phải, ông đuổi cổ cái mụ ấy đi. Ai ốt đi mà. Để xuống. Vật chứng người ta đang tranh luận. Việc của mày à, thích cách việc không? Kìa kìa anh. Bên này, bên này. Đề nghị tất cả lên phường. Thế thấy cái ui của tôi chưa? Ui này.